Kính chào người phương Nam, kính chào buôn bỏ, mến chào xích rằng đông, kính chào gia nhân răng rụng, mến chào châu Phan, kính chào IQ em đó. Dạ cảm ơn chị Na, mến chào chị Na, mến chào xích hành kiểm. Một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư trung đức Ngọc Quỳnh, kính chào đạo tràng sa thú lành thai. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh là từ bi hoan hỷ, thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Ngọc Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Minh Quá Tha Ná đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo và trì quy giới. Ngọc Quỳnh cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn xích rằng đông đã thay mặt đạo tràng đã mở room và cho đạo tràng nghe bài pháp của ngài chính mình. Dạ bây giờ con trước khi Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư, trước khi chúng ta được đại đức Tịnh Đạt điều hợp chương trình học ngày hôm nay là chương trình ông bài câu pháp cú kinh từ 13 đến 16. Dạ mến chào nguyên tịnh dạy vào đạo tràng. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, A Nhâm vượng lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh dự pháp từ, đó là những kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng trăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nơi đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để điều hợp chương trình ôn bài ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học, một buổi ôn bài được an vui tiến hóa. Dạ sa thú con kính dân Bích Tinh Sư ạ. Dạ Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con xin kính lễ chư tăng thượng tọa Minh Hạnh đại đức Tuệ Đức và mến chào toàn thể quý vị đã tha pháp cú kinh trong ngày chủ nhật. Ngày hôm nay ngày chủ nhật ngày 11 tháng 7 chúng ta tiếp tục học về chúng ta tiếp tục cái lớp học về ôn tập cuối tuần về bộ kinh pháp cú. Dạ cảm ơn quý vị, cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cô Văn Đông. Như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu vào bài học. Trước khi vào bài học thì ôn tập thì cũng sẽ chư quý vị chúng ta cùng đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādhayami sakkhato bhagavata dhammo dhammaṃ namassāmi
Supatipanno Bhagavato Savakasangho Sangkhang Namami. Dạ sa thú. Và một lần nữa con kính lễ Chư Tăng và chào toàn thể quý vị. Lớp ôn tập cuối tuần ngày Chủ Nhật của Diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta hôm nay sẽ ôn tập từ câu số 13 đến câu số 16 ở trong phẩm Yamaka Quốc Gá. Yamaka Quốc Gá phẩm Sâm Yếu. Và thông báo luôn, có thể là chúng ta sẽ ôn tập tiếp tục xong phẩm 1 thì chúng ta sẽ xong qua phẩm 2. Tại vì hiện tại bây giờ thì lớp Pháp Cú Kinh các vị giảng sư hàng tuần đã thuyết giảng xong phẩm 4 rồi, nhưng mà chúng ta không có vội ôn tập phẩm 4 liền, mà chúng ta sẽ đi từ phẩm 1 cho đến phẩm 4. Hôm nay thì chúng ta sẽ học cho ôn tập là từ câu số 13 đến câu số 16, tổng cộng chúng ta có 4 câu tất cả. Thì chúng chỉ có 3 cái câu tích, 3 cái duyên sự tích truyện mà thôi. Tức là duyên sự tích truyện của duyên sự tích truyện thứ nhất. Duyên sự tích truyện thứ nhất là tích đại đức Nanda. Thì tích truyện đại đức Nanda này gồm có hai câu, nhóm hai câu pháp cú là số 13 và số 14. Tiếp theo là tích truyện liên quan đến đồ tể Chunda. Thì duyên sự tích truyện này chỉ có một là câu số 15. Và kế tiếp đó là tích truyện thiện nam sùng ni cá. Tích truyện này cũng có một câu pháp cú là câu số 16. Và như vậy hôm nay chúng ta ôn tập gồm có 4 câu kệ ngôn pháp cú, nhưng mà chỉ có 3 tích truyện. Tuy nhiên như vậy thì đối với cái nhóm câu số 13 và số 14 thì một lát đây các quý vị chúng ta cùng nhau ôn tập đó, thì chúng ta chỉ chọn một câu. Ví dụ như quý vị chọn số 13 thì quý vị vẫn nói lên cái tích truyện của Ngài Nanda. Quý vị khác chọn số 14 thì vẫn tiếp tục đọc cái tích truyện của Ngài Nanda. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sẵn sàng bắt đầu cho lúc đầu là sẽ ôn tập tập thể. Tình đạt cùng nhau bài câu kệ ngôn này bằng tiếng Bi và Việt ngữ bản dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Nào chúng ta sẽ đọc. Quý vị nào quan hỷ để post những cái câu pháp cú lên để mọi người cùng theo dõi ạ. Dạ, xin cảm ơn. Phẩm Quốc Cá phẩm đúng câu số 13. Yatha ngã garang duchanan vuthi samadhi vichati evang apavitang citta grago samadhi vichati. Yatha garang duchanan vuthi samati vichati evang apavitang cittang rago samati vichati. Như ngôi nhà phụng lợp mưa liền xâm nhập vào, cũng vậy tâm không tu tham dục liền xâm nhập. Như ngôi nhà vụng lợp mưa liền xâm nhập vào, cũng vậy tâm tham dục liền xâm nhập. Câu số 14. Yatha ngã garang suchanan vuthi na samati vichati
Vang supa vi tăng chiết tăng rago na samati vichati yathanga karang sujanang vuthi na samati vichati evang supa vi tăng chiết tăng rago ti vichati. Như ngôi nhà khéo lợp mưa không xâm nhập vào, cũng vậy tâm khéo tu tham dục không xâm nhập. Như ngôi nhà khéo lợp mưa không xâm nhập vào, cũng vậy tâm khéo tu tham dục không xâm nhập. Câu số 15. Y tha so cha ti pa cha so cha ti baba kari upaya tha so cha ti. So, so jati, so vi hanyat de soa kamma kelitha matta no. So jati, baicha so jati, baba kari upayatha so jati. So, so jati, so vi hanyati. Disawa kamma kilita matano. Nay sầu đời sau sầu kẻ ác hai đời sầu. Nó sầu nó ưu não thấy nghiệp uế mình làm. Nay sầu đời sau sầu kẻ ác hai đời sầu. Nó sầu nó ưu não thấy nghiệp uế mình làm. Câu số 16. Itha modati paicca modati kata punyo upayatha modati so modati so ba modati disva kamma visuddhi matano. Itha modati paicca modati kata punyo upayatha modati so modati so pa modati desva kamma visuddhi matano. Nay vui đời vui làm phước hai đời vui. Nó vui nó ăn vui thấy nghiệp tịnh mình làm. Nay vui đời sau vui làm phước hai đời vui, nó vui, an vui, tịnh mình xa thú. Dạ, như vậy là chúng ta vừa ôn thể bốn câu kệ ngôn pháp cú từ số 13 đến câu số 16 trong phẩm Yamaka Wakka phẩm sông yếu. Dạ, bây giờ thì bước thứ hai thì tất cả tình đàn xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng nhau ôn tập lại những câu kệ ngôn pháp cú mà Đức Phật Ngài đã thuyết giảng bao nhiêu thời gian đến ngày hôm nay. Và những câu kệ ngôn pháp cú này đã được các vị giảng sư đã nhiều lần giảng giải ý nghĩa, trình bày cái duyên sự. Nhưng ngày hôm nay thì chúng ta có cái nhân duyên trong khi chờ đợi một cái vị giảng sư mới để giảng giải trong ngày Chủ nhật, thì chúng ta sẽ sinh hoạt gọi là ôn tập cuối tuần. Và cái buổi ôn tập cuối tuần này là cái nhân duyên và cũng là cái cơ hội để cho chính bản thân mình cố gắng không chỉ là đọc lại mà chúng ta còn cố gắng ghi nhớ, học thuộc lòng và ôn lại cái chính bản thân mình sẽ nối lên cái duyên sự của câu kệ ngôn pháp cú đó. Và chính vì do là bản thân mình trình bày thì chúng ta sẽ có cái sự ghi nhớ
rõ ràng hơn và có cái sự khắc ghi tốt hơn. Và hy vọng rằng cái lớp ôn tập cuối tuần, các quý vị chúng ta cùng nhau sinh hoạt cùng nhau để mà gìn giữ cái giáo pháp của Đức Phật. Những cái việc mà chúng ta làm nhỏ nhặt, cùng nhau ôn tập, giơ tay xung phong để ôn bài, chính những cái thiện phước đó, những cái công đức đó sẽ là cái duyên lành để cho chúng ta càng ngày càng thấm nhuần lời dạy của Đức Phật, và là cái duyên lành để chúng ta gặp lại Phật Pháp ở trong những cái kiếp tương lai. Và đó là cái cách mà chúng ta, cũng là cái cách mà chúng ta gìn giữ giáo pháp được truyền thừa lâu dài ở trong thế gian. Và bây giờ thì xin kính mời quý vị chúng ta hãy nhiệt tâm để mà cùng nhau ôn tập lại, đọc lại những cái câu kệ ngôn mà Đức Phật Ngài đã thuyết giảng. Và bây giờ kính mời vị đầu tiên ạ. Dạ, mời cô Rạng Đông. Dạ, chúc quý vị ôn tập được nhiều lợi ích. Xa thú. Xa thú, con thành kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức trong Đạo Tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức. Con xin kính chào Đạo Tràng. Và con được biết tin hôm nay Đại Đức Tuệ Đức không có ôn bài cùng chúng con, nên con mạnh phép lên ôn đầu tiên. Con xin chọn câu số 13. Giá thà á gá rằng lúc tràn năng vút thế sa ma ti vít cha tí ê hoàng á và quý tăng chích tăng ra gô sa ma ti vít cha tí giá thà á gá rằng lúc tràn năng vút thế sa ma ti vít cha tí ê hoàng á pha quý tăng chết tăng ra gồ xá ma ti vích trá tí như mái nhà dụ lộ mưa liền xâm nhập vào, cũng vậy tâm không tu tham dục liền xâm nhập. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu: như mái nhà dụ lộ mưa liền xâm nhập vào, cũng vậy tâm không tu tham dục liền xâm nhập. Sau đây con xin kính đọc duyên sự. Trong ngày cưới, trong ngày đám cưới của hoàng tử Nan Đà, Đức Phật Ngài muốn tiếp độ hoàng tử nên đã đặt bình bát vào tay Nan Đà và chúc phúc, rồi từ chỗ ngồi đứng lên, Đức đạo sư ra đi không lấy bình bát trong tay Nan Đà. Hoàng tử Nan Đà muốn ở lại với cô dâu nhưng không được. Đức Phật đã dùng nhiều cách để hướng dẫn Nan Đà, kể cả việc dẫn dụ bằng các cảnh đẹp của cõi trời. Đại đức Nan Đà bị các bạn đồng tu xem thường, làm cho xấu hổ, vì gọi Ngài là người tu mướn và bị mua chuộc, nên Đại Đức cố gắng dẫn sống độc cư, xuất ly, chánh niệm, tinh tấn, dũng mãnh. Không bao lâu, Ngài Nan Đà an trú trong tuệ trí giác ngộ và đạt được tạo quả tối thượng của đời sống tu hành. Dạ. Duyên sự đến đây đã chấm dứt. Rạng Đông kính mời sis Tina. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 14. Dạ. Yeah.
Yat tha a gat lang su chan lang. Wun thi na sam mặt thi wit chati. E wang su pha wi tang chi tang. Ra ku na sam mặt thi wit chati. Yat tha a gat lang su chan lang. Wun thi na sam mặt thi wit chati. E wang su pha wi tang chi tang. Ra ku na sam mặt thi wit chati. Như ngôi nhà khéo lợp, mưa không xâm nhập vào, cũng vậy tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập. Hòa Thượng Thích Minh Châu. Giàn tha a ga rằng, giàn tha a ga rằng xương chán nắng, vun thi na sa mạnh tí huynh cha ti, e vắng su pha vì tăng chiến tăng. Raguna samanti vinchati yantha agaram sunchanam vunthina samanti vinchati evam supha vitam chintam raguna samanti vinchati. Con xin phép được đọc viên sự. Trong ngày đám cưới của Hoàng tử Nanda, Đức Phật Ngài muốn tiếp độ Hoàng tử Nanda nên đã đặt bình bát vào tay Nanda và chúc phúc. Rồi từ chỗ ngồi đứng lên, Đức Đạo Sư ra đi không lấy lại bình bát trong tay Nanda. Hoàng tử Nanda muốn ở lại với cô dâu nhưng không được. Đức Phật đã dùng nhiều cách để hướng dẫn Nanda, kể cả việc dẫn dụ bằng các cảnh đẹp của cõi trời. Đại đức Nanda vì các bạn đồng tu xem thường, làm cho xấu hổ vì gọi ngài là người tu mướn và bị mua chuộc, nên đại đức cố gắng vẫn sống độc cư, xuất ly, chánh niệm, tinh tấn, dõng mãnh. Không bao lâu, ngài Nanda an trú trong tuệ trí, giác ngộ và đạt được đạo quả tối thượng của đời sống tu hành. Dạ, con kính tri ân quý sư, quý cô tư nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ, sa thủ, kính cảm ơn chị Tina. Nam mô Bụt Tha. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Như Quỳnh, kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn sẵn đông cho Như Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Như Quỳnh thấy có nguyên tịnh, có hồi nãy có xích thành kiếm đã mất tiêu rồi. Dạ, hôm nay không biết sao do đường nét hay do Việt Nam bệnh nhiều quá bạch sư nên rung trống vắng. Dạ, con xin được ông bài số 13. Dạ, cảm ơn Vinh Quách Thanh Á cho bài học. Và con thấy trùm hơi vắng nên con xin đọc 3 lần và chạy 2 lần để cho kéo dài thời gian coi có vị nào vào thêm không, ngoài Vinh Quách Thanh Á. Dạ, nếu có vị nào vào thêm thì con sẽ đọc ngắn lại. Dạ, con bắt chước theo sư, con đọc từ câu 1. Dạ. Chát tha a ga răng đúc chan năng vút thi sam ha ti vít chát ti e quăng a pha vi tăng chít tăng ra gơ sam ha ti vít chát ti. Chát tha a ga răng đúc chan năng vút thi sam ha ti vít chát ti e quăng a pha vi tăng chít tăng ra gơ sam ha ti vít chát ti. Chát tha a ra gia tha a ga rằng đúc chan năng vút thi samati vít chát ti e quăng a pha vi tăng chít tăng ra gơ samati vít chát ti. Như mái nhà vụn lợp mưa liền xâm nhập vào, cũng vậy tâm không tu tham dục liền xâm nhập. Và đây là bản kiến ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Con xin được kể. Và tha a ga
rằng đúc chân năng của thi sa ma tỳ viết cha tỳ ê quan a pha vì tăng chế tăng ra go sa ma tỳ viết cha tỳ và thả a ga rằng đúc chân năng của thi sa ma tỳ viết cha tỳ ê quan a pha vì tăng chế tăng ra go sa ma tỳ viết cha tỳ. Dạ, con xin phép được đọc phần biên sự. Dạ, cảm ơn Rạng Đông. Trong ngày đám cưới của Hoàng tử Nanda, Đức Phật Ngài muốn tiếp độ Hoàng tử Nanda nên đặt bình bát vào tay Nanda và chúc phúc. Rồi từ chỗ ngồi đứng lên, Đức Đạo Sư ra đi không lấy lại bình bát trong tay Nanda. Hoàng tử Nanda muốn ở lại với cô dâu nhưng không được. Đức Phật đã dùng nhiều cách để hướng dẫn Nanda, kể cả việc dẫn dụ bằng các cảnh đẹp của cõi trời. Đại đức Nanda bị các bạn đồng tu xem thường, làm cho xấu hổ vì gọi Ngài là người tu mướn. Vì bị mua chuộc nên đại đức cố gắng sống độc cư, xuất ly, chánh niệm, tinh tấn, dũng mãnh. Không bao lâu, Ngài Nanda an trú trong tuệ tri, giác ngộ và đạt được đạo quả tối thượng của đời sống tu hành. Dạ, bản nguyên sự đến đây đã hết. Dạ, con châu nào con thấy cũng hay, cũng có thể tu tập được hết. Nhưng mà con thích nhất câu này vì con thấy tâm con còn rất là dở, như mái nhà dụng lợp, mưa liền xâm nhập vào. Cũng vậy, tâm không tu tham dục liền xâm nhập. Nên con chọn câu này để con nhắc nhở mình để cố gắng tu tập tốt hơn. Dạ, sa thú lành thai, con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Được bình kính cảm ơn đạo tràng và con kính tri ân sư. Nguyên Tịnh cũng trọn số 13 luôn. Rồi, bây giờ mời Nguyên Tịnh nha, để huynh Quỳnh Tha Ná dành luôn đó. Dạ, mời Nguyên Tịnh. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sẵn Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, con thành kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, con thành kính đảnh lễ đại đức Tình Đạt, con thành kính lễ đại đức Tuệ Đức, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Dạ, con thành kính tri ân sư, con kính tri ân đạo tràng cho biết âm thanh rõ. Dạ, con xin chọn câu số 13, con xin đọc. Dạ, con cũng Sức Nhật Quỳnh cũng rất là thích chọn câu này. Dạ, con cũng xin đọc theo cái âm giọng của sư, con nghe rất là hay nhưng mà con tập hoài chưa có được. Dạ, con xin phép đọc. Dạ, thà ca răng được chân năng Vụt thị sa ma ti quy cha ti e quang a pa quy tăng chi tăng ra go sa ma ti quy cha ti. Như mái nhà vụn lợp, mưa liền xâm nhập vào, cũng vậy tâm không tu tham dục liền xâm nhập. Giá tha ca răng đúc cha năng vụt thị sa ma ti quy cha ti
e quang apa quyết tăng chít tăng ra cô samati quyết chát tí. Và thả ga răng được chân năng vô thị samati quyết chát tí. E quang apa quyết tăng chít tăng ra cô samati quyết chát tí. Dạ con đọc xong rồi con có đọc và duyên sự. Trong ngày đám cưới của hoàng tử Nanda, Đức Phật ngài muốn tiếp độ hoàng tử Nanda nên đã đặt bình bát vào tay Nanda và chúc phúc. Rồi từ chỗ ngồi đứng lên, Đức Đạo Sư ra đi không lấy lại bình bát trong tay Nanda. Hoàng tử Nanda Nanda muốn ở lại với cô dâu nhưng không được. Đức Phật đã dùng nhiều cách để hướng dẫn Nanda, kể cả việc dẫn dụ bằng các cảnh đẹp của cõi trời. Đại đức Nanda bị các bạn đồng tu xem thường, làm cho xấu hổ vì gọi ngài là người tu mướn và bị mua chuộc, nên đại đức cố gắng vẫn sống độc cư, xuất ly, chánh niệm, tinh tấn, dũng mãnh. Không bao lâu, ngài Nanda an trú trong tuệ trí giác ngộ và đạt được đạo quả tối thượng của đời sống tu hành. Dạ con kính tri ân đạo tràng. Dạ con cũng rất là thích câu này, bởi vì chúng con tâm cũng còn rất là vọng động, mà cũng được may mắn được gặp giáo pháp, đến với chánh pháp, được quý sư quý thầy quý sư luôn nhắc nhở và hướng dẫn cách tu tập, nên chúng con cũng phải cố gắng trong mỗi hành động, mỗi oanh của mình luôn để ý sáu căn của mình, luôn nhắc nhở, luôn chánh niệm tỉnh thức, để khi mình có cái chánh niệm tỉnh thức mạnh á, thì trước những cái đối tượng nghịch cảnh á, thì mình sẽ có đủ đầy đủ năng lực vượt qua. Dạ con kính tri ân sư và con kính tri ân đạo tràng. Dạ con kính mời vị kế tiếp. Nam mô Buddha Dắt. Sa thú lành thay nguyện tịnh. Nam mô Phật Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng. Kính chào toàn thể các quý đạo hữu trong rung. Và con xin được kể vào kinh pháp cú số 16. Và kính đa tri ân đại đức tịnh đạt. Itha modati pekcha modati kata punyo upaya tha modati so modati so pa modati diswa kamma visuddhi mattano itha modati pekcha modati kata punyo upaya tha modati so modati so ma modati diswa kamma visuddhi mattano itha modati pekcha modati kata punyo upaya tha modati so modati so pa modati diswa kamma visuddhi mattano. Nay vui, đời sau vui, làm phước, hai đời vui. Người ấy vui, an vui, thấy nghiệp tịnh mình làm. Bản phổ thơ của ngài Di Đức. Dạ, con xin được đọc duyên sự. Cảm ơn xin đọc. Gần chùa Kỳ Viên, có một cư sĩ đạo tâm thuần thành. Trong giờ phút biết mình sắp chết, ông nhờ người nhà thịnh chư tăng về tụng kinh niệm xứ. Đang lúc nghe kinh, người thiện nam
nhìn thấy chư thiên đem cỗ xe lộng lẫy đến rước mình. Ông chút hơi thở sau cùng sanh lên cõi đâu xuất. Về sau nói đến trường hợp này, Đức Phật dạy rằng, người làm thiện thì tâm hân hoan, mà nghĩ đến thiện tâm trong sạch thì niềm hân hoan lại lớn hơn bội phần. Đó là bạn. Dạ, con xin hết. Dạ, trong room mà còn thần thấy vị nào để giơ tay nữa, nên con xin được cung thỉnh ở đại đức Tịnh Đạt ạ. Dạ, kính cung thỉnh đại đức. Dạ, sa thú lành thai. Hình như các vị không biết là còn ngại giơ tay hay là chưa có đọc được Pali, hay là có cái lý do vấn đề gì chưa có cái điều kiện để mà cùng ôn tập với lại diễn đàn. Tại vì nãy giờ thì các vị đang ôn tập là những cái vị rất là thường xuyên on mic. Dạ, cảm ơn quý vị. Ở đây thì mà bản thân của Tịnh Đạt cũng như là những cái vị có trách nhiệm ở trong diễn đàn luôn luôn lúc nào cũng rất là muốn tạo cơ hội, bởi vì là cái diễn đàn mình là thiện nguyện, tức là chúng ta cùng vì cái mục đích để mà gìn giữ giáo pháp bằng cách là ôn tập và nhắc đi nhắc lại những cái lời dạy của Đức Phật, cũng như là chia sẻ cái kinh nghiệm của bản thân mình qua cái thời gian mình tìm hiểu Phật pháp và áp dụng Phật pháp, tất cả là tạo cái điều kiện, cái cơ hội để tất cả mọi người cùng học được, tìm hiểu được cái lợi ích ở trong cái việc học Phật. Thì đây cũng là một cái cơ hội cho mỗi người để chúng ta có cái dịp để mà tự mình đọc lại. Tại vì cái quý vị biết không, khi mà mình học kinh, học đạo đó, lắng nghe cũng là một cái công đức. Nhưng mà tự mình nói lên, tự mình đọc lên những cái lời dạy đó cũng là một công đức. Và thường đó là khi mà mình tự mình học thuộc hay là tự, thì cái việc tác ý nó mạnh mẽ hơn là cái việc lắng nghe, sự là thụ động mà thôi. Còn khi mà chúng ta cố tình đọc lên cái bản văn đó, hay là cố tình để mà đọc cho chính xác, thì đó là lúc mà chúng ta tập trung tư tưởng để mà làm cái công đức đó. Thì chắc chắn rằng cái việc mà ôn tập nó sẽ mang lại cái kết quả lớn hơn là cái việc thụ động chúng ta ngồi lắng nghe. Cho nên tất cả quý vị chúng ta tham gia diễn đàn, ở bất kỳ diễn đàn nào, nếu mà được cái cơ hội là chúng ta cứ xung phong giơ tay để mà hỏi, hoặc là chúng ta đọc, thì đó cũng là một cái dịp để mà tự thân mình. Hồi nãy giờ thì có hai vị chọn câu số 13, và các vị nói rằng thích cái câu này bởi vì nó giống mình. Thì đó cũng là một cái cách để mà chúng ta nhớ bài. Bởi vì khi mà mình có cái kinh nghiệm thực tế ở cái câu pháp cú nào thì chúng ta sẽ nhớ cái câu pháp cú đó hơn. Và đặc biệt hơn nữa là khi mà mình nhớ được cái câu pháp cú mà mình cảm thấy là gần giống với lại cái đời sống của mình á, thì mình sẽ áp dụng ở trong cái sinh hoạt nó thực tiễn hơn.
Nếu mà quý vị đã thấy mến cái câu này thì Tịnh Đạt xin nói thêm một tí xíu để mà quý vị không phải là chúng ta thấy cái câu nhà vợt chúng ta thích thích cái câu này không phải là chúng ta thích cái việc mà vụn lợp như mấy nhà vụn lợp không phải là chúng ta thích đó là chúng ta là những người có mấy nhà vụn lợp để mà cho phiền não xâm nhập vào nhưng bởi vì nó gần giống với mình đó là mình thường bị cái phiền não tham sân si chi phối cho nên nó gần giống với mình và cái ý nghĩa rất là hay liên quan đến cái tích truyện đó là hoàng tử Nanda ở trong cái đám cưới ở trong cái đám cưới vì vậy thấy đám cưới lúc nào cũng vui đúng không ở Việt Nam mình hay là bất cứ chỗ nào đám cưới là thể hiện một cái kết quả của một cái cuộc tình tranh tìm hiểu nói chung là một cái ngày vui mà ai cũng chờ đợi hoan hỷ nhưng mà đối với lại cái người có cặp mắt của Phật pháp á thì cái việc vui ở trong cái thế gian á nó cũng là tiềm ẩn của sự đau khổ tiềm ẩn của sự đau khổ và nếu như là một cái người mà không có ý thức được cái sự tiềm ẩn đó đó thì sẽ bị đau khổ giống như là cái mái nhà vụn lợp như vậy đó khi mà chúng ta lợp nhà ở trong cái mùa nắng chúng ta không có ý thức được cái mái nhà nó bị dột ở trong mưa chúng ta cứ sau này chúng ta như vậy khi mùa mưa đến thì không có ở được đó là do ý thức ở trong mọi cái việc làm như vậy thì cái quan trọng ở trong cái việc làm đó là thấy là đám hỏi hay là đám ma không phải là ngày vui hay là ngày buồn mà nó thể hiện cái việc vụng lợp nhà hay là không hay là khéo lợp nhà để cho tham sân si nó xâm nhập vào thức khi đối diện với cái cảnh vui hay cảnh buồn mình đều ý thức được tất cả đều là cái chuyện thay đổi của thế gian thay đổi không có trường tồn vui đó thì nó sẽ thay đổi đó hợp đó rồi nó sẽ tan đó thì khi mà mình ý thức được cái việc đó thì mình sẽ áp dụng khi mà đối diện với cái cuộc sống mình sẽ nhớ được cái câu số 3 câu số 13 hay là câu số 14 là nói lên cái ý thức ở trong mỗi cái sinh hoạt thì xin được nói thêm tí xíu tại vì có hai vị rất là thích hai cái câu này ý nghĩa của hai câu này bây giờ thì không biết là còn vị nào chúng ta có thể lên đọc tại vì hồi nãy giờ thì bốn câu thì chúng ta ôn tập được coi như là ba câu số 13, 14 và câu 16 câu số 15 thì vẫn chưa có vị nào ôn tập không biết có vị nào ôn tập Xuân Phong ôn tập câu số 15 không ạ cô Rằng Đông thì có ôn tập rồi thì giờ còn những vị nào ở dưới đây trong danh sách chúng ta có thể cầm mic được để mà ôn tập câu số 15 Tình Đạt thấy có chú Châu Phan 54 cũng có thỉnh thoảng cũng có cầm mic được không biết chú có Phật tử Châu Phan có cầm mic ôn tập được câu số 15 không nếu mà có cái gì ông thần tài ơi lên đi dạ tại vì Tịnh Đạt cũng chưa có biết hết những cái vị chúng ta tham gia
Hàng ngày thì lên đây, mỗi ngày khi mà lên diễn đàn thì thấy những cái nickname thì rất là quen thuộc, nhưng mà cũng chưa có biết vị nào là vị nào, cho nên các vị cũng thông cảm. Dạ, con xin mời cô Nhật Quỳnh ạ. Dạ, sa thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tịnh Đạt rất là nhiều. Dạ, cảm ơn Đặng Đông, cảm ơn Nguyên Tịnh cho Nhật mình biết được tín hiệu mà sư rất là tha thiết để giúp cho Phật tử chúng con ôn bài. Chúng con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân sư rất là nhiều luôn. Và nói chung là con vào rung lâu rồi đó bạch sư, thì có những cái nick thí dụ như trong Quang từng ủng hộ chư tăng nhưng mà không bao giờ cầm mic để trả bài hết bạch sư, nên chúng con cũng không có tiện mời. Dạ, mà coi như là huynh Châu Phan thì vào room rất là thường xuyên nhưng mà không bao giờ cầm mic trả bài, chỉ cầm mic hỏi hoặc có ý kiến thôi. Dạ, nhưng mà con hôm nay con muốn đặt câu hỏi bây giờ ba ông thần có muốn trả bài không? Có muốn trả bài không thì Nhật Quỳnh kính mời bằng tay. Alo, ba ông thần. Ba ông thần cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Trả bài không thì Nhật Quỳnh đưa mà gửi bích lại. Mời ba ông thần nha. Hello, hello mọi người nghe con không ạ? Trước hết con kính đảnh lễ quý sư ông, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào quý cô chú và anh chị. Con là người mới ở lưng này, hôm nay con đi lạc ạ. Nhưng mà con nghe, con thấy cái câu kinh pháp cú số 13 và theo lời yêu cầu của cô Nguyên Tịnh hay là chú Nguyên Tịnh thì đó, con xin đọc đọc bài câu kinh pháp cú số 13 nha. Ok, kính chào, lâu quá em không có gặp chị Tâm Pháp. Con xin đọc ạ. Cho con xin bài con trong cái phone ạ. Con cảm ơn chú. Yatha agaran tuchan nang vuthi sammati vichati e van apha tan chittan rago sammati vichati. Con xin đọc lại lần nữa ạ. Yatha agaran tuchan nang vuthi sammati vichati e van apha vitan chittan tăng ra vô samati vít chá tí. Giá ta á ra văn trúc chân năng vút thí samati vít chá tí e văn á pha vít tăng chí tăng ra vô samati vít chá tí. Con xin đọc lời dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Như mái nhà vụn lợt, mưa liền xâm nhập vào, cũng vậy tâm không tu, tham dục liền xâm nhập. Con xin đọc tiếp. Trong ngày đám cưới của Hoàng tử Nang Đà, Đức Phật ngài muốn tiếp độ Hoàng tử Nang Đà nên đã đặt bình bát vào tay Nang Đà và chúc phúc, rồi từ chỗ ngồi đứng lên. Đức đạo sư ra đi không lấy lại bình trong tay Nang Đà. Hoàng tử Nang Đà muốn ở lại với cô dâu nhưng không được. Đức đã dùng nhiều cách để hướng dẫn Nang Đà, kể cả việc dụ bằng các cảnh đẹp của cõi trời. Tại Đức Nang Đà bị các bạn đồng tu xem thường, làm cho xấu hổ vì gọi ngài là người tu mới và bị mua chuộc, nên Đại Đức cố gắng vẫn sống độc cư
xuất ly chánh niệm tinh tấn dũng mãnh. Không bao lâu, Ngài Nan Đà an trú trong tuệ trí giác ngộ và đạt được đạo quả tối thượng của đời sống tu hành. Xin hết ạ. Dạ, con xin hết. Con có gì sai, con kính xin sư ông và quý cô chú sửa cho con. Dạ, con xin xuống. Dạ, sa thủ kính cảm ơn bà ông thần. Dạ, cảm ơn xích Rạng Đông, xích Nguyên Tịnh cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Tha giá, dạ, con thấy còn giờ nên con xin tiếp tục câu hỏi của con. Mà đây là không phải là của con, mà là của trong ban điều hành ở Bạch Sư. Dạ, do cái ngày thứ sáu, dạ, mến chào Hành Kiểm trở lại đạo tràng. Hành Kiểm ơi, có ôn bài không? Nếu Hành Kiểm có ôn bài thích bài nào từ số 13 tới số 16 thì cứ đưa tay Nhật Quỳnh nhường mic. Hành Kiểm ơi, Hành Kiểm có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Alo. Rồi, Hành Kiểm rất mic nữa rồi. Dạ, do cái ngày mà thứ sáu vừa rồi sư giảng câu Hành Kiểm trở lại rồi, Hành Kiểm có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Nếu nghe âm thanh Nhật Quỳnh và ôn bài được thì Nhật Quỳnh cho, xin cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Nhật Quỳnh một nhường mic. Hành Kiểm ơi, alo alo. Dạ, Hành Kiểm cũng chưa nghe được. Dạ, con xin trình bày câu hỏi của con. Nếu Hành Kiểm nghe được thì cứ đưa bàn tay hoặc cho một tín hiệu trong rung. Nhật Quỳnh sẽ nhường mic nghe Hành Kiểm nha. Dạ, thì do bữa hôm thứ sáu sư giảng câu duyên sự câu 59 thì chúng con nghe rất là hoan hỷ với cái lời giảng của sư. Nhưng mà cái ngày trước đó có một vị sư giảng số 58 thì 58 và 59 là cùng một duyên sự. Nhưng cái vị này á, thì nói là không tin vào cái duyên sự này, không tin lời Đức Phật. Và có vị nói với con là nếu một vị sư mà không tin lời của Đức Phật, không tin cái duyên sự như vậy, mà duyên sự này không phải vị nào có thể viết ra mà đã kích tập mà 6 lần rồi, thì con cũng thỉnh sư cho chúng con một ý kiến là nếu mà những cái duyên sự ở trong những câu cấp cứu đó thì có phải tự những người sao đặt ra hay không, và nếu không thì do từ đâu có những cái duyên sự này. Dạ, con kính nhân mít đến sư. Sư không có đâu, không có nghe nhầm đâu. Dạ, nên đó là con cung thỉnh sư giảng dạy ngay nhân dịp trong room này có thời gian để trong ban điều hành chúng con và cho những Phật tử đã từng nghe như vậy có nên hay không, và giúp cho chúng con được có một cái tri kiến về những cái duyên sự, về những cái đời pháp cú cho chúng con học ạ. Dạ, con kính nhân mít đến sư. Con tri ân sư rất là nhiều. Trước tiên thì tình đài xin có cái là tại vì do là tình đài cũng không có nghe được cái bài nói chính thức của cái vị giảng sư đó, cho nên bây giờ cũng không thể nào biết được cái ý của trong cái câu nói của cái vị giảng sư đó là như thế nào. Nhưng mà liên quan đến cái vấn đề mà tin hay không tin á, thì tình đạt xin trình bày để quý vị có thêm cái cơ sở. Thưa quý vị rằng giáo pháp được thuyết giảng
trong thời kỳ Đức Phật thì lúc đó chưa có chữ viết, và hoàn toàn đó là bằng khẩu truyền. Tức là khi mà Đức Phật ngày thuyết pháp, hay là các vị thánh đệ tử của Đức Phật ngày thuyết pháp thì toàn là các vị đó nhớ, ghi nhớ và truyền khẩu, nhắc lại. Và sau khi Đức Phật ngày viên tịch thì các kỳ kết tập tâm tạng đầu tiên đó, ba kỳ kết tập tâm tạng đầu tiên đó, thì vẫn là khẩu truyền. Và vị bị nhớ đến đây nè. Ở đây khi mà kết tập đúng nghĩa ở những lần kết tâm tạng, nếu mà nói là đúng nghĩa kết tập tâm tạng thì chỉ có bốn. Bốn lần là đến lần thứ tư là viết xuống lá buông tại Sri Lanka. Còn những lần sau chúng ta gọi là kết tập, thực sự ra cái việc làm chủ yếu ở những cái lần kết tập sau đó là trùng tụng và sửa sai. Có những chưa chỗ nào mà vẫn chưa có cái thống nhất thì các vị trưởng lão ngày thống nhất ý kiến. Tại vì lúc đó đã có cái văn bản chính thức rồi, cho nên các vị gọi là trùng tuyên hay là trùng tụng. Còn như là những cái lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba là có những cái bộ sách liên quan. Thì đối với cái việc mà trùng tụng bằng khẩu truyền đó, thì quý vị nhớ một cái điểm như thế này nè. Không phải các ngài khẩu truyền chánh tạng mà bên cạnh đó vẫn khẩu truyền chú giải. Chánh tạng và chú giải thì để rõ hơn là như thế này. Chánh tạng là những cái lời dạy mà ghi nhận rằng đó là lời dạy của Đức Phật, được bắt đầu từ những cái câu là Ê Quang Mê Xú Tăng. Chính đại ngài Ananda ngài nhắc lại lời Đức Phật ngài nói. Còn những cái bộ chú giải mà chúng ta gọi là chú giải, tức là những cái lời chú thích của chánh tạng, thì là do những cái vị đệ tử đời sau ghi chép lại. Và quý vị cứ nói là ghi chép lại, nó không phải là các cái vị đó tự ý ghi lại, mà ghi chép lại qua những cái lời truyền khẩu. Nha, qua cái lời truyền khẩu. Thì như vậy cũng có nghĩa là chú giải cũng được trùng tụng. Nha, chú giải cũng được nhắc đến ở trong các cuộc kết tập tâm tạng. Và như vậy thì đương nhiên đó là khi qua một cái thời gian đã hơn 2.500-2.600 năm rồi thì đương nhiên nó có sự chênh lệch trong cái từ ngữ, nhưng mà cái ý nghĩa thì nó không có chênh lệch. Và mình không có cái gì để căn cứ là cái việc từ ngữ chánh tạng hay chú giải đó là đúng hay là sai. Chỉ có cái việc đó là chúng ta đặt niềm tin nơi các cái vị tăng, các vị trưởng lão danh tăng qua các cái kỳ các tập tâm tạng, các ngài làm cái công việc rất là chu đáo và bằng cả cái tấm lòng để duy trì Phật pháp, thì đặt cái niềm tin nơi các ngài. Nên những cái cuộc kết tập tâm tạng và những cái lời kinh được ghi xuống thành văn bản đó là cái cơ sở rất là vững vững chắc để mà chúng ta theo đó mà ghi nhận. Còn những cái tích truyện hay là những cái kinh bổn sanh, ở đây xin nói luôn đó là có những cái câu chuyện chúng ta nghe giống như là chuyện ngụ ngôn. Có những cái câu chuyện đó là các cái loài thú nó biết nói chuyện với nhau. Thì thưa quý vị rằng chúng ta đừng có quá xét nét ở trong những vấn đề đó là con thú biết nói chuyện hay là có những câu chuyện mà chúng ta không có tin được. Cái điều mà chúng ta không có tin được không phải là cái điều đó nó không có xảy ra. Cũng giống như là ở những cái thế kỷ trước mà nói về cái việc cái máy tính hay là cái điện thoại thì người ta cho là cái chuyện viễn vông, quang đường. Thì đối với cái việc mà tin
hay không tin á, thứ nhất nếu mà cần cái bằng chứng cơ sở thì chúng ta sẽ dựa vào những cái vị thánh tăng, những cái vị chú giải sư ở trong các cuộc kỳ kết tập tâm tạng. Cái thứ hai đó là cái niềm tin ở trong cái việc học Phật pháp của mình. Cái thứ ba đó là chúng ta đặt cái sự thực hành trên cơ sở thực hành, kinh nghiệm thực hành nhiều hơn là vì ở trong dân gian cũng có một cái gọi là những câu chuyện dạy ra quá thời gian mà truyền miệng để mà kể cho nhau nghe đó, thì nó cũng có cái sự sai sót trên lệch. Nhưng mà sở dĩ người ta vẫn chấp nhận bởi vì nó mang một cái bài học giá trị về đạo đức, về cái rèn luyện người. Dạ. Cho nên cái việc mà một cái vị nào đó tuyên bố là không tin thì quý vị cũng không có, đừng có quá là bị hoang mang, bởi vì đôi khi cái vị đó cũng có dựa trên một cái cơ sở nào đó. Nhưng mà quan trọng đó là không tin là không tin về ngữ nghĩa hay là không tin về cái ý nghĩa, thì nó còn một cái nhiều cái vấn đề nằm trong cái việc không tin đó. Cho nên khi mà chúng ta nghe cái điều gì đó liên quan đến cái kinh điển đó, thì chúng ta cũng đừng có vội là phán xét, mà chúng ta hãy xem cái hoàn cảnh nó xảy ra như thế nào. Dạ. Cái hoàn cảnh nó xảy ra như thế nào. Thì xin nhắc lại đi qua cái câu hỏi của cô Nhật Quỳnh đó, thì tình đại xin được chia sẻ như vậy. Chúng ta đừng có quá là hoang mang, mà chúng ta hãy, bởi vậy cho nên á, cái việc mà học kinh bằng chánh tạng hay là học kinh bằng tiếng Pali nó rất là quan trọng để đào lại cái nguồn gốc. Còn khi mà đã chuyển ngữ sang tiếng Anh thì cái việc chuyển ngữ đó nó sẽ một số vấn đề nó sẽ gây hiểu lầm. Cho nên cái việc mà học rõ ràng các văn bản bằng tiếng Pali vẫn được các vị thầy, các vị trưởng lão sắp tấn để mà cho các hàng đệ tử cố gắng để mà theo các lớp học Pali. Thì như vậy là hôm nay chúng ta cũng hết giờ rồi. Bây giờ có thể chúng ta kết thúc cái lớp học ở đây. Thì xin mời cô Nhật Quỳnh có vài lời trước khi chúng ta sẽ kết thúc lớp học. Dạ, sa tu sa tu là chắc là xích chẳng có gì nói à. Vậy để thay mặt đại chúng trong rung bà con xin được thành kính cung tiền đại đức minh hạn tình đạt trừ bi hoan hỷ chúc phúc cho rung. Để kết thúc chương trình ngày hôm nay con xin được thành kính cung tiền đại đức minh tình đạt ạ. Dạ, do vì thượng tọa minh hạnh đã rời rung, tình đại xin được đại thay mặt chư tăng xin được tán thán công đức và nhiệt tâm của quý vị đã cùng nhau tham gia lớp học ôn tập cuối tuần này. Mong rằng lớp học ôn tập cuối tuần sẽ mang lại nhiều cái kết quả trong cái việc học đạo, học Phật pháp của toàn thể quý vị ở trên diễn đàn Pháp Cú Kinh. Và một lần nữa xin nguyện cầu hồng ân tâm bảo gia hộ cho toàn thể quý vị luôn luôn được sự an vui, sớm đạt được những cái sở nguyện. Bhavantu sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba bhutanupavena sada soti bhavantu te bhavantu sabba mangalang rakkhantu sabba devata Sapa dhammanupavena sada soti bhavantu te
Bhavantu sapa mangalang rakantu sapa devata sapa sankhanu bhavena sadasoti bhavantu te. Sadhu, sadhu. Sa thu lành thay và thay mặt đại chúng trong rung con xin thành kính tri ân tại đức minh tịnh đạt đã từng bi hoàn hỷ chúc phúc cho rung sau thầy pháp. Avatthana xin được kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta hướng tâm trong sạch để hồi hướng phước báu mà chúng ta đã tạo được ngày hôm nay, lễ bái tam bảo, tụng kinh, thọ trì quy giới và thính pháp. Nam mô Phật-thaya, nam mô Tham-ma-ya, nam mô Sang-kha-ya. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báu vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tướng nhân gian ta bà, chư thiên phàm thiên cùng là bậc trời vô tướng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dâng ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hướng được phước quy ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh nan mang trường, xin thâu phước báu cung dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thoa lòng. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đầy, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đầy, hãy làm món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phật Thaya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Và kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể đạo tràng và sáu phần hồi hướng, chương trình sinh hoạt Phật pháp trong room pháp cứu kinh trên đề ngày hôm nay sẽ được khép lại trong vài giây phút tới. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh chư tôn đức tăng, kính mời quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại room pháp cứu kinh để sinh hoạt Phật pháp như thường lệ. Hầu mong được sự an vui và sinh hóa. Nam mô Phật Thaya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Kính chào tạm biệt và con xin được đóng room.